Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Hà Nội kiểm tra xác minh thông tin thai nhi tử vong tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Trong văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chiều ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế đề nghị đơn vị này kiểm tra xác minh ngay sự việc, báo cáo nhanh về Bộ trước 12 giờ ngày 11 tháng 4. Bộ cũng đề nghị Bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ có con tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cần thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ, văn bản bộ nêu rõ. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 30 tháng 4. Trước đó, ngày 9 tháng 4, dư luận xôn xao trước thông tin một thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Người nhà sản phụ phản ánh trong quá trình khám thai, siêu âm bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn cuốn quanh cổ thai nhi, sản phụ nước ối cạn, cận ngày sinh, gia đình lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, đề nghị bệnh viện mổ lấy thai. Bệnh viện khẳng định không vấn đề gì, có thể đẻ thường, thế nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong. Sự việc đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận. Còn phía Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc cho rằng, những thông tin này chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng ngày 9 tháng 4 bệnh viện đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc